Em chào chị Julie nha. Thì em có cái nhà này muốn giới thiệu cho chị, nó nằm ở khu tái định cư Vicen Phước Long. Mặt đường lớn á chị, đường lớn luôn. Đó cái nhà này, nó nhà muốn giới thiệu cho chị là nhà này nè. 40 mét vuông. Nhà mình xây lâu cho cô? 2 năm. Nhà này mình xây được 2 năm. Ngang là 4 mét. Dạ nhưng mà thấy mới nè. Dạ nhà mới. Đây có bếp đầy đủ ha. Bếp, nhà vệ sinh. Gác trên lầu. Nếu chị bán chị để lại những cái nội thất gì chị? Dạ. Dạ không, ý là khách em mà. Chứ em gửi cho khách thôi. Dạ đúng rồi, em quay cho khách em xem. Đây mình có cái chỗ, chỗ này có nhà vệ sinh nữa nè. Nhà mới lắm nha chị. Do buổi tối cho nên em quay là nó không có được rõ. Nhưng mà tương đối là ở trên này có phòng ngủ. Phòng ngủ rất là rộng. Nhà còn khá mới nha chị. Còn đây là phòng thờ. Phòng thờ cũng rất là rộng. Ở đây có cái sân. Ngoài đây có sân thượng. Đóng mất rồi. Em chào chị nha, có gì chị cứ inbox cho em.